Chán thế. Biết tao với mày cứ phải chọc trực ở đây đến bao giờ nhỉ? Tôi đến rồi kìa. Anh yên tâm, bọn em vẫn ở đây. Không một ai lọt vào đâu anh. Nhanh lên. Nhanh lên. Mau. Đừng thế. Con lợn này lại một thằng thiên bồng nguyên soái. Mày bắt nạt anh tao hơi bị nhèo nhá. Đứng lên đi cho tao, không tao gõ cho nổ cổ chí bây giờ. Nhanh, đứng dậy lên. Họp lớp à? Người xanh lét luôn ạ. Hai pyjama này, áo sơ đôi. Trung châu à? Vâng, ít me. Thằng em mày nó tự dẫn xác lên chỗ tao, bây giờ nó sống hay chết là tùy vào mày. Đau ở đâu? Anh đè lên tay em đau. Gãy rồi. Như ôi ơi, lại còn ném vào chân ra. Còn đau ở đâu nữa không? Đừng cố gắng thoát khỏi tầm mắt của tao. Bởi vì tao sẽ luôn có cách để mày phải lòi mặt ra. Mày nên nhớ, mày giờ chỉ là con chuột sống trong lò. Hãy ngoan ngoãn mà sống, sống trong sợ hãi, điêu đứng cho đến hết đời, sống không bằng chết con ạ. Sao bọn nó nhốt mày ở đây? Em biết làm sao, bọn nó trói xong rồi vứt lại luôn, cô đơn mà. May mà em nghĩ lực phi phàm. Mà anh về làm gì? Em thế này thì em bảo vệ anh làm sao? Tao đã dặn mày phải biết tự bảo vệ bản thân. Đúng là đồ khủng bố não. Thì em bảo vệ anh còn gì nữa. Mày mà làm như thế nữa ấy, tao trói mày lại như cũ giờ ấy. Đau vãi cả nhỏ còn bị mắng. Anh ơi. Gì? Em buồn tẻ. Đợi tí. Không kịp rồi. Chướng ơi. Được rồi, đi thôi.